Toàn thể anh chị em dưới diễn đàn ngày hôm nay cô Hiếu Ngọc nói về chương trình ông kích thông nai rất là vui và cũng rất là như thế là một trong những cái nhân tố mà cũng nổi cộm trong cộng đồng mạng trong thời gian gần đây. Ông Thích Thông Lai là một người mà trước là sống ở chế độ Việt Nam Cộng Hòa và đã đi lính Việt Nam Cộng Hòa. Sau khi sang Mỹ, ông ta đã cởi bỏ cái muốn về tu ở cõi thiền, nhưng thực ra là mục tiêu của ông ta không phải đi tu, tâm không mà thiết. Mục tiêu của ông ta là bám vào cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa để kiếm tiền và xây dựng một cái cơ ngơi riêng để như thế là không tránh cái sự phiền hà, tránh đi cái sự bon chen của thế giới bên ngoài, mà ông ta muốn dựa vào đạo Phật chứ thực ra là không phải là một nhà tu. Đó là một cái điều, bởi vì nếu là một người đi tu theo đạo Phật thì họ sẽ không bao giờ làm thế. Chúng ta phải khẳng định một điều là Thích Thông Lai không nắm rõ gì về cái đạo Phật của Việt Nam, bởi vì đạo Phật của Việt Nam ấy là được thực hình thành từ khi đất nước ta mới sơ khai. Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc tới hơn 2.000 năm, đã gắn bó với nhân dân nước ta và như thế là thấm nhuần cái đạo đức cùng với lại nhân dân qua thăng trầm của lịch sử để dựng nước và giữ nước. Cái giá trị tốt đẹp của Phật giáo là đã hun đúc được cái tinh thần yêu nước của nhân dân Việt Nam. Trong lịch sử Việt Nam, Phật giáo là có những cái đóng góp rất xứng đáng trong công cuộc bảo và xây dựng đất nước, gắn bó với dân tộc để hộ quốc an dân. Mà như chúng ta đã biết rằng từ thời Lý, có những cái thời kỳ mà Phật giáo được tôn lên làm quốc giáo, tức là đã phong lên đến chức quốc sư, mà lãnh đạo cùng tham gia với lại đất nước để hướng cho nhân dân Việt lúc bấy giờ đã sống một cuộc sống hòa bình, ổn định và rất hạnh phúc. Và cái triều đại đó đã kéo dài được tới hơn 200 năm, đó là đời nhà Lý. Như vậy là chúng ta phải biết rằng là cái Phật giáo đã là cùng đồng hành với nhân dân Việt Nam qua những thăng trầm của lịch sử, thì đó là một cái tôn giáo chính thống mà 80-90% người Việt Nam đều theo. Thế vậy thì trong cái mối quan hệ giữa các cái hội Phật giáo và các cái tôn giáo dân tộc anh em thì 56 tôn giáo khác nhau, mỗi một tôn giáo có một cái ý nghĩa riêng, nhưng cái mục tiêu cuối cùng là gì? Là biết hướng cho con người có sống có đạo đức, cho con người biết yêu thương đùm bọc với nhau. Đấy. Vậy thì đối với lại Phật giáo, chúng ta ông Thông quay lại ông Thích Thông Lai thì đến năm cái ngũ giới ông ta còn không biết. Đấy. Bởi vì năm ngũ giới của trong Phật giáo họ dạy rất là kỹ đối với các Phật tử, mà đó là những người dân chúng ta. Thứ nhất là không sát sinh, thứ hai là không trộm, thứ ba là không tà dâm, thứ tư là không nói dối, và thứ năm là không được uống rượu. Đấy. Thế vậy thì năm cái này, để chúng ta chỉ tu được năm cái này thôi, chúng ta đã trở thành một con người rất thân thiện, và chúng ta sẽ hiểu được cái đạo giáo nó đã thấm nhuần vào cái tư tưởng đạo đức nếp sống sinh hoạt của người dân Việt Nam qua từng thời kỳ, qua từng cái. Vậy thì chúng ta giới đạo Phật đã cho chúng ta là gì? Là không tham đi. Bởi vì con người ta thứ nhất là lẩy sinh ra cái lòng tham,
mà lòng tham thì luôn luôn trỗi dậy trong một con người. Cứ thấy, tôi lấy một ví dụ, cứ thấy một cái người nào đó hơn mình, hoặc là có cái độ của mình chỉ được cần này thôi, nhưng mình lại muốn cao hơn, muốn nó cao hơn nữa, muốn kiếm hôm nay được 100, nhưng ngày mai muốn kiếm 2, kia muốn kiếm 1 triệu, ví dụ như thế. Đó là cái lòng tham. Mà khi lòng tham nó trỗi dậy thì họ bất chấp tất cả. Để như thế là khi mà chúng ta đã kìm chế được cái lòng tham thì cái sân trong người nó sẽ đi được rất nhiều. Sân si, sân là đua tranh nhau, đúng không? Cái tham sân si trong người nếu như chúng ta mà kìm được sẽ không có những cái chuyện mà chúng ta tranh giành lẫn nhau. Đấy. Đối với một con người trong đạo Phật, người ta đã dạy trong 5 cái ngũ giới ấy, chúng ta chỉ cần làm được trong 5 ngũ giới ấy, chúng ta đã trở con người rất hoàn thiện. Thành rằng là trong một cái xã hội nó còn nhiều các cái sự nó đồng hành với cái sự phát triển của thế giới, trong cái nhất là trong cái công nghệ thờ phát triển hiện nay, đó là công nghệ 4.0 hiện nay. Thế thì cái Phật giáo nó có một cái phần nào đó nó chưa đáp ứng theo kịp cái sự phát triển văn minh của thế giới. Nhưng phải nói là đạo pháp dân tộc đã có phần không phát triển sự thanh bình và góp phần cho đất nước phát triển ngày một, điều đó là chắc chắn. Thế còn tại sao nhà nước chúng ta lại phải rất ưu tiên về cái tôn giáo, và thậm chí là xây dựng những cái đề cương, những cái nghị định, để và thậm chí là có cả những cái luật để bảo vệ cho tôn giáo. Đấy. Bất cứ một tôn giáo nào, đảng và nhà nước vẫn quan tâm, chăm sóc, vẫn là tạo điều mọi điều kiện cho nhân dân sống tốt đời đẹp đạo, và xây dựng một cuộc sống cho gia đình biết yêu thương đùm bọc lấy nhau, biết như thế là chia sẻ khổ đau, biết nhường nhịn nhau trong cuộc sống. Đó là một cái ở đạo giáo là người ta cũng tiến tới cái việc đó. Nhưng đạo Phật nó có một cái mà chúng ta phải biết rằng trong cuộc chúng ta, đạo Phật đang đi vào từng đời sống của nhân dân. Mỗi khi chúng ta có một cái việc gì đó mà chúng ta không có cái sự giải thoát, thì chúng ta lại hướng về cái nơi thanh tịnh nhất để được nghe những cái lời mà giảng dạy để cho cái của con người nó thanh thản, cái sân cái si trong con người ta nó sẽ giảm, và từ đó chúng ta sẽ tìm được một cái hướng đi nó rất là đẹp cho cuộc sống hiện nay. Thế quay lại ông Thích Tông Nai, hiện là được ông ấy đã xây 2 ngôi chùa rất lớn ở bên Mỹ, giữa cái thủ đô người chống cộng ở hải ngoại. Và trong những cái bài có xem một trong những cái bài giảng của ông ta thì mục tiêu không phải là của ông ta là đạo Phật, bởi vì ông không giảng pháp, ông không gọi là Phật này, pháp này, tăng này, trong 3 cái đó để quy thì ông ta không có một cái nào cả. Và ông ta chỉ có một cái mục đích cuối cùng là đem cái dựa vào cái Phật giáo để làm gì? Để thôn tính, làm chính trị, tức là làm ảnh hưởng cái sàn chính trị, để làm gì? Là lừa đảo bà con yêu nước để kiếm cái đợt. Đấy. Bởi vì rất nhiều người tin vào đạo Phật,
Và ở bên đó người ta, những người mà làm chân chính, họ ngày ngày họ làm việc rất vất vả, nhưng cũng nơi để thanh tịnh, để họ họ hướng về cội nguồn. Và họ cái con người của cái tính con người của trong Việt Nam nó trỗi dậy, người ta tìm đến một ngôi chùa để thanh tịnh, để người ta có thể tĩnh tâm trong cái ngày làm việc vất vả. Thì ở đây là ông ta lại lợi dụng vào cái việc đó để ông ta kiếm tiền và ông xây nhiều thứ. Và một cái mục đích sâu xa hơn nữa là ông ấy dựa vào cái bọn chống cực đoan ở nước ngoài, ở bên Mỹ, và ông ta xuyên tạc, ông nói không có sự thật và làm mục đích du ngủ, che đi những cái ông ta đang, cái bài của ông ta đang đăng sẵn ra để dụng cái lòng tin của nhân dân để ông ta thu lợi bất chính. Chứ thực ra ông Thích Thông Nai nhằm chỉ có mỗi mục đích, đó là kinh tế. Còn việc ông ấy nói xấu đảng, nói xấu chính phủ, rồi nói xấu, chẳng qua ông ta cũng là theo cái bọn chống cộng cực đoan để nó chi tiền cho ông ta. Và ông ta lợi dụng cái việc đó, ông ta in các cái đĩa xuyên tạc về những cái là lịch sử, về đạo pháp dân tộc, về chủ trương đường lối chính sách của đảng và nhà nước. Ông ta tuyên truyền những văn hóa phẩm đấy, về gọi là không tốt đó, để về theo con đường may về Việt Nam. Và tôi không nhớ nhầm thì đã có một cái người mà đem nhiều đĩa CD tuyên truyền của ông Thông Nai về thành phố Hồ Chí Minh và đã bị bắt. Như vậy là tôi phải nói rằng là đối với đạo pháp dân tộc Việt Nam đã gắn bó với chúng ta hơn 2.500 năm và đã vào từng rễ, từng cái lời ăn tiếng nói, từ cái quy luật cuộc sống của gia đình, ô nhiễm giáo dục của cả đồng. Vì vậy mà cái đường lối của ông Thích Thông Nai đưa ra nó không đúng với lại cái đạo pháp, mà nó cũng không đúng với chủ đường lối của bạn. Do vậy cái chương trình ngày hôm nay, cái chương trình đạo, chương trình ông Thích Thông Nai, đó là một, chúng ta khẳng định với rằng là ông Thích Thông Nai không phải khoác cái áo nhà Phật, chứ không phải là người đi theo Phật. Do vậy mà chúng ta phải biết rằng là đấy là một trong những hình thức lợi dụng tín để gì, để nhằm lật đổ cái chính quyền cộng Việt Nam. Chúng góp phần cho bọn chống cộng cực đoan làm nhiều những cái việc sai trái, mà mọi người phải rằng là tất cả những cái chủ trương mà bọn chống cộng cực đoan muốn làm là đầu tiên họ đã dựa vào công giáo, dựa vào tôn giáo, hoặc là đạo Thiên Chúa, hoặc là đạo tín lành, hoặc là đạo Kitô giáo, hoặc là đạo Phật, để họ gì, dùng cái tín ngưỡng đó để họ, bởi vì đã gọi là tín thì nhân dân rất ở chỗ làm việc của tôi có tới 50 người theo đạo, tức là 5 và làm việc cùng với tôi. Tôi rất hiểu là vì họ có thể nhịn ăn nhịn mặc để họ xây một cái sản phẩm, từng gọi là làm đồng nào dám ăn đóng của cái nhà dựng nhà thờ. Đó là một cái sự tin tưởng phần khiết mà họ tin tưởng vào cái đạo của họ. Thế và chúng ta phải nói với nhau rằng với một tôn giáo nào cũng vậy, họ cái chủ trương đường lối của tôn giáo đó đều là tốt, thì con người mà thực thì lại không tốt.
Ví dụ này, đạo Thiên Chúa Giáo cũng rất tốt, nhưng người thực hiện Thiên Chúa Giáo, đạo của Thiên Chúa Giáo thì lại không thể tin tưởng được, không tin, đúng không? Ví dụ như linh mục Nguyễn Duy Tân, rồi là một số các cái linh mục, họ dùng đạo tôn giáo để họ xuyên tạc, bịa đặt, cũng như hôm nay dùng Phật giáo để xuyên tạc, bịa đặt. Tôi em nhớ là trong thành phố Hồ Chí Minh có một ngôi chùa là chùa Hoằng Pháp gì đấy, rất là đẹp, và hàng ngày hàng năm nhất là những cái mùa tháng 6 là lúc đó là học sinh là không nghỉ hè, thì nhà chùa đã có những buổi, có những chương trình dạy cho các học sinh để vào chùa. Anh là, nói nó bị dừng đấy là... anh Hoàng Thế Linh, là... anh nói nó bị dừng đó, bị... nó cứ dừng đùng đùng mà. Ừ. Mạng yếu hay là do dạ? Thế thì mạng nó yếu quá. Thế thì do mạng của anh rồi. Dạ. Thôi thế anh tí xong anh xuống. Vậy thì dạ, đạo giáo, Phật giáo đã góp phần không nhỏ vào cuộc sống. Dạ. Đời góp phần vào xây dựng công cuộc xây dựng của đất nước ta ngày càng tốt đẹp. Đạo giáo đã góp phần, Phật giáo đã góp phần rất nhiều trong các cái phong trào, ví dụ như thiện nguyện, phong trào ủng hộ những người nghèo khó, phong trào như thế là giảng dạy cho các Phật tử như thế là lá lành đùm lá rách, người xa cơ nhỡ bước, những người như thế là những trẻ em khuyết tật, những người mà không có cuộc sống, thì Phật giáo đã làm được những cái việc đấy, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của xã hội, góp phần không nhỏ cho cái sự bình ổn của đất nước. Đó là một cái thành tích rất đáng khích lệ và rất đáng được noi theo. Và bản thân với một công dân Việt Nam hầu hết tới 89% những người đều muốn theo đạo Phật. Không thấy hình ảnh mạng của tôi nay là tự nhiên sao nó này yếu quá, cho nên là có thể là em sẽ mời người khác lên để nói chuyện tiếp, chứ anh nói nó cứ giật giật, mọi người này khó nghe là không ấy được. Thế thì em mời người khác nên xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi tối thật vui nha. Chào cô Hiếu Ngọc nha. Nếu mà anh cái gì đây không có đọc được, anh phải copy rồi anh gửi cho em anh trẻ. Anh gửi như thế này nó bị lóa lắm, em không có đọc được. Em xin chia sẻ nốt cái của em Nguyễn Trì. Em Nguyễn Trì vừa mới gửi thì em đọc em đọc một chút cái này nữa và em xin dừng tại đây nhé. Cái này là một cái em muốn gửi đến rất nhiều người. Ủa sao cái này trang web hiện không khả dụng. Cái này sao không xem được em Nguyễn Trì ạ? À? Chị không xem được. Để xem thử nhé. Thì cái chủ đề ngày hôm nay là nói về cái ông thầy Thích Thông Lai và ông đang chống phá đất nước Việt Nam. Và đến bây giờ thì cũng live stream cũng được rất lâu rồi. Thì Nguyễn Trì có gửi cho Hiếu Ngọc một cái bài viết như thế này. Và ý của Nguyễn Trì là muốn là Hiếu Ngọc đọc để cho nhiều người cùng chúng ta cùng lắng nghe và cùng suy ngẫm xem nó có cái gì đó để mà chúng ta có thể đưa vào cuộc sống được hay không. Làm người mà chúng ta học được nhiều càng tốt, thì Hiếu Ngọc xin đọc cho mọi người lắng nghe nhé. Cuộc đời xô bồ toan tính, đôi khi không tránh khỏi những lúc bản thân thấy chán nản và mệt mỏi. Khi ấy hãy nhớ năm chữ vàng này. 1. Đôi khi im lặng là vàng, nói ít đi, lắng nghe nhiều hơn để tự mình điều chỉnh tâm thái và chính bản thân, vì cũng có khi người nói nhiều quá sẽ đánh mất vẻ đẹp sự yên lặng. Nói nhiều đồng nghĩa với việc không thể kiểm soát hành vi.
Càng nói nhiều càng dễ bị nói hớ, dễ bị chệch hướng, vậy nên cần phải tĩnh tâm suy nghĩ thấu đáo rồi mới làm, ắt sẽ tìm ra được định hướng cho cuộc đời thành công ắt tới. Đấy là câu 1. Và đến câu thứ hai là câu bình. Ý thứ hai là ý tên là bình. Bình ở đây chính là bình tĩnh, bình thản và cân bằng trong nội tâm. Cuộc sống hối hả, dòng đời xô bồ, tâm ai bình thản, người ấy sẽ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn người khác. Bình trong cũng là cách đối nhân xử thế khéo léo, bởi dục tốc bất đạt, nóng vội sẽ đưa ra quyết định sai lầm, khó khăn chồng chất, khó khăn bế tắc, vẫn hoài bế tắc. Bởi vậy nên khi mà người ta làm bất cứ một cái gì, hãy nghĩ đến mình trước, hãy nghĩ đến người khác trước, đừng nghĩ đến mình vội. Cái thứ ba là chữ nhẫn. Nhẫn không đồng nghĩa với việc bị người ta chà đạp. Nhẫn là để tự cảnh tỉnh bản thân, không nóng giận để rồi làm những việc sai trái. Tức giận không những hại sức khỏe, tổn thương tinh thần mà còn đánh mất đi giá trị đích thực của con người bạn. Vậy nên mới có câu nhẫn nại để thể hiện sự độ lượng tha thứ. Những việc không thể thay đổi được, có dũng khí để thay đổi những việc có thể thay đổi được, có trí tuệ để phân biệt được hai loại việc như trên, làm được những điều này bạn đã là người thành công rồi đó. Thứ tư là nghe. Bản thân mỗi người cần phân định rõ đúng sai phải trái, nhưng nếu không lắng nghe người khác, bạn khó mà xác định được. Lắng nghe để biết lòng người ý ta, để tìm cách đối nhân xử thế, khắc phục điểm yếu, phát huy điểm mạnh, âu cũng là mang lại lợi ích cho chính mình. Và cái thứ năm là nhẹ. Càng xem nhẹ mọi thứ, tâm càng dễ thanh tịnh, hạnh phúc càng ngập tràn. Danh lợi tiền bạc chỉ là vật phù du, chết rồi có mang theo được đâu. Buồn tủi giận hờn sớm muộn cũng qua đi, chỉ còn ta với ta. Vậy sao không xem nhẹ mọi thứ, học cách buông bỏ để mọi phiền não bị thổi bay nhanh chóng. Chỉ với năm chữ vàng đơn giản, nhưng nếu làm được, bạn sẽ sớm vượt qua mọi khó khăn bế tắc trong cuộc đời. Tâm tưởng lúc nào cũng nhẹ tênh để tiến tới thành công hơn. Thì cái này là em Nguyễn Trì có muốn chia sẻ đến với quý cô bác anh chị. Thì nói chung là Hiếu Ngọc cũng đọc cho cả nhà nghe để cả nhà có thể đưa vào trong cái tư tưởng của mình, để mình có thể nào mình dùng những cái lời răn dạy này để mình phát triển bản thân mình tốt hơn thì rất là hay. Thì coi như diễn đàn ngày hôm nay chắc chắn là Hiếu Ngọc cũng dừng ở đây thôi. Tại vì mạng hôm nay rất là yếu, khách mời lên thì cứ bị ập à ập ọng, nói câu được câu không, nghe câu được và nghe câu không. Thì ngày hôm nay cái livestream ngày hôm nay cũng chỉ mong muốn là gửi đến cái ông thầy Thích Thông Lai, là nếu như ông mà muốn tu á thì ông hãy là một người tu hành, và ông hãy biết tu hành ở đâu và dừng lại ở đâu. Ông làm ơn ông phải biết rằng ông đã đi tu thì ông phải nghĩ đến cái nghiệp tu, chứ ông đừng tạo nghiệp chướng nữa. Nghiệp chướng ngay bản thân ông chịu thế chứ không ai chịu nhá. Cho nên là chúng tôi không tôn trọng ông, và chúng tôi muốn gửi đến ông những cái gọi là lời chân thành như vậy. Đừng hại đất nước và nhân dân Việt Nam nữa, ông không tốt đẹp gì đâu. Ông lên ông mượn đạo tạo đời vậy thôi, chứ ông kêu gọi người dân xuống đường là chúng tôi không không đồng tình và không nhất trí. Và ngày hôm nay dù ông có là ông thầy đi chăng nữa, nhưng ông chỉ là ông thầy đối với những con người mà ông cho là Phật tử của ông, chứ đối với chúng tôi thì ông chẳng là gì cả, khi ông đã phản bội lại đất nước của tôi. À, nhắn dùm ông Lai về tu tại nhà đi đã. Em có muốn lên không, chị mời em lên Ngô Hiền Mai đó. Tu cái gì mà tu, tu như ngay ban đầu Hiếu Ngọc đã đọc cho mọi người rồi đấy, tu cái gì mà tu nha. Như vậy là được rồi, thôi chắc chúc cả nhà ngủ ngon, tại vì mạng hôm nay hầu như nhà nào cũng yếu.